Xin chào mọi người, mình là Khánh. Ngày hôm nay thì mình xin phép được giới thiệu và chia sẻ với mọi người một cặp lục bình hàng ất trắng men khử loại cao cấp nhé, lục bình sứ Bát Tràng. Kích thước của cặp lục bình này là cao 1m53 cả đế gỗ và đường kính bụng là 42,5. Thì với cỡ lục bình như thế này thì sẽ thích hợp với không gian phòng thờ dành cho ban thờ từ 1m53 trở lên, bề ngang là 1m53 trở lên nhé. Thì anh chị và quý vị có thể nhìn thấy là ban thờ thường thì mặt ban sẽ từ dưới đất lên trên mặt ban là 1m27. Thì chúng ta có thể hình dung ra luôn với cặp lục bình 1m53, 1m53 cả đế thì cái mặt ban sẽ lên trên phần vai bình một chút, nghĩa là giữa ngang phần cổ của lục bình đấy. Thì mọi người có thể nhìn hình dung ra luôn nhé. Thì hôm nay em sẽ quay ở đây để cho mọi người có thể hình dung ra được khi mà một cặp lục bình này sẽ kê lên trên sẽ như thế nào. Cái hàng đất trắng men khử nhìn thì sẽ rất là sáng trắng, trắng sáng trắng và bóng nhé, sạch sẽ sạch sẽ. Đây, với mẫu tứ cảnh này chúng ta có thể bày được 4 kiểu. Mặt đầu tiên em xin phép quay ra là mặt hình ảnh là chim công và hoa đào, là biểu tượng của mùa xuân, hình ảnh là chim công và hoa đào. Ở trên một thân bình này, một thân bình sẽ có 4 cảnh. Em sẽ quay lần lượt 4 cảnh để cho anh chị cùng ngắm nhìn cái cặp lục bình này khi mà bày trí sẽ như thế nào nhé. Em sẽ quay lần lượt 4 mặt. Bây giờ em sẽ quay đầu tiên cái mặt hình ảnh chim công và hoa đào, em xin phép quay cận vào cặp lục bình này nhé. Giá và thông tin chi tiết em sẽ để ở mục mô tả của video. Mọi người bấm vào mục mô tả để xem chi tiết về cặp lục bình nhé. Giờ em xin phép quay cận vào từng mặt để chúng ta cùng nhìn rõ hơn. Đây là mặt chế tác hình ảnh chim công và hoa đào này. Thì anh chị có thể nhìn thấy em đang quay cận vào tất cả cái chi tiết được vẽ rất là tỉ mỉ và chi tiết nhé, được vẽ rất là cẩn thận. Nhìn ở ngoài thực tế cặp lục bình còn đẹp hơn ở trong video rất là nhiều. Nhìn ở ngoài thực tế còn đẹp hơn, chúng ta sẽ nhìn được cái độ bóng, độ trắng trong sâu của cặp lục bình. Mặt này chế tác hình ảnh chim công này, anh chị có thể nhìn thấy cái nền sứ này trắng tinh như đá nhá, nền sứ trắng tinh như đá. Một cặp lục bình này, một chiếc của nó nặng tầm 45 cân, một chiếc nặng tầm 45 cân anh chị nhá, rất là nặng đấy ạ. Độ dày của lục bình là 1 cm, độ dày của thành bình là 1 cm ạ. Hàng đất trắng men khử này rất là dày, anh chị nhìn thấy trắng tinh như đá, những cái nét vẽ tay nhé, vẽ tay hoa văn rất là cầu kỳ này. Ở trên cổ cũng được bổ khung 4 cảnh, ở trên cổ cũng được bổ khung 4 cảnh anh chị nhé. Đây là trên miệng này, để sang đến trước bên này. Anh chị nếu như mà quan tâm đến cặp lục bình thì vui lòng liên hệ qua số điện thoại em đang để bên trên video để được tư vấn chi tiết nhất về cặp lục bình này anh chị nhé. Và cũng như là gửi thêm mẫu lục bình cho anh chị có thể tham khảo ạ. Tiếp theo là khi đến mùa hè hoặc là khi chúng ta muốn đổi cảnh ấy thì anh chị lại có thể quay cái mặt thứ hai ra. Mặt này là hình ảnh chế tác hình ảnh cây trúc và hoa sen, là biểu tượng của mùa hè nhé, biểu tượng của mùa hè. Như vậy là chúng ta đã có thể là thay đổi cái mặt thứ hai vào một cái mùa khác ở trong năm để thay đổi cái cảnh quan, cái không gian của cặp lục bình trong phòng thờ. Đây chúng ta có thể quan sát thấy cảnh vẽ rất là kỹ, được vẽ rất là kỹ nhé. Em xin phép quay cận vào để cho tất cả quý vị anh chị cùng nhìn rõ được chi tiết nhé, rõ được chi tiết hình ảnh trúc và hoa sen này. Một bên là trúc, một bên là hình ảnh hoa sen. Đây là hai loại ở cây, loại hoa biểu tượng của mùa hè nhé. Hoa sen thì mềm mại, cây trúc thì khẳng khiu. Đây có một cặp chim nữa này. Trên cổ cũng được chế tác hình ảnh là hoa sen nha anh chị nhé. Trên cổ được chế tác hình ảnh là hoa sen. Phần vai của bình đây.
Đến mùa thu thì anh chị có thể quay cái mặt hình ảnh chế tác hoa cúc này ra để chúng ta có thể trưng bày. Đấy, hoa cúc là biểu tượng của mùa thu nhé. Cứ sau mỗi 3 tháng thì chúng ta lại có thể là xoay cái một cái cảnh khác ra để chúng ta trưng bày, để thay đổi cái cảnh quan không gian phòng thờ của nhà anh chị. Em xin phép được quay cận vào cái cảnh này, chúng ta cùng nhìn rõ hơn nhé. Ở mặt này thì được chế tác hình ảnh là một khóm hoa cúc đang mọc ở trên một cái tảng đá, một cái dãy núi và có một cặp chim đang bay lượn ở trên. Ở trong cái khung cảnh này, những bông hoa cúc đang nở rất là bông tơi nhé, những bông hoa cúc đang nở rất là bông tơi trên cái nền sứ trắng tinh như đá. Đối xứng ở trên cổ xuống cũng là cảnh hình ảnh hoa cúc nhé, đối xứng ở trên cổ xuống cũng là hình ảnh hoa cúc ạ. Em sẽ quay cận cho mọi người cùng nhìn nhé, những cánh hoa được chế tác rất là bông tơi này, những cánh hoa được chế tác rất là bông tơi. Trên cổ đấy, mọi người nhìn thấy tất cả cái chi tiết vẽ trên cổ đều rất là vẽ hoa văn rất là kỹ nhé, vẽ hoa văn rất là kỹ ạ. Em đang quay rất là chi tiết để cho mọi người có thể hiểu rõ nhất được về cặp lục bình này khi trưng bày ở phòng thờ thì sẽ như thế nào. Khi mọi người trưng bày lên ở trên cạnh bàn thờ thì hình dung sẽ nhìn như thế nào ạ? Ở cảnh thứ tư là cảnh chế tác hình ảnh tùng lộc. Tùng lộc là biểu tượng của mùa đông mọi người nhé. Ở trên cổ với cảnh tùng lộc này thì ở trên cổ được chế tác hình ảnh là hoa phù dung. Hoa phù dung. Ở trên cổ cũng được bổ khung chia 4 cảnh, ở dưới thân cũng được bổ khung chia làm 4 cảnh. Mẫu này là mẫu tứ cảnh bổ khung cổ mọi người nhé, mẫu tứ cảnh bổ khung cổ. Có nhiều rất là nhiều mẫu tứ cảnh khác nhau và đây chỉ là một trong số rất nhiều mẫu tứ cảnh thôi. Giờ em xin phép được quay cận vào cảnh hình ảnh tùng lộc để cho anh chị quý vị cùng nhìn rõ hơn. Ở cảnh tùng lộc này thì được chế tác hình ảnh là đang đặc tả là trên hình ảnh là một cái dãy núi, một cái dãy núi và trên núi thì có mọc ra một cái thân cây tùng rất là lớn nhá, cây tùng cổ thụ, và dưới gốc cây tùng thì có hình ảnh là hoa phù dung và có một cặp hiêu lộc, một cặp hiêu lộc. Anh chị cùng quan sát kỹ hơn. Trên cổ thì được chế tác hình ảnh là hoa phù dung ạ. Trên cổ thì được chế tác hình ảnh là hoa phù dung. Kết hợp với một bộ đồ thờ men lam xanh ở phía sau thì đây là một cặp lục bình rất là đẹp nhé, rất là đẹp, rất là nổi bật, sẽ giúp phòng thờ của chúng ta trở nên sáng hơn, đẹp và phù hợp với bộ đồ thờ phía sau mọi người nhé. Em xin phép được quay cận hơn vào cái họa tiết. Đây là hình ảnh một cặp hiêu lộc. Anh chị quý vị cùng nhìn cận cảnh một cặp hiêu lộc nhé. Hoa phù dung này, cây tùng này. Đây là trên cổ của mình ạ. Giá và thông tin chi tiết em xin phép để ở mục mô tả của video nhé. Anh chị bấm vào cái mục mô tả thì sẽ hiện ra giá và thông tin chi tiết của cặp lục bình này. Và bây giờ thì em đang để một cặp lục bình và một cặp chóe để cho anh chị dễ hình dung khi mà mọi người trưng bày nhé. Thì đây là em đang mô phỏng ban thờ. Ban thờ này là ban thờ nhỏ thôi. Còn nếu như mà ban thờ 1m53 trở lên thì anh chị quý vị có thể bày combo này thì rất là đẹp nhé. Bày combo này cực kỳ đẹp. Cặp chóe này là cao là 85 cả đế gỗ nhé, cao 85. Cặp lục bình là cao 1m53 cả đế gỗ. Anh chị cùng quan sát một lượt combo bộ chóe và bộ lục bình này rất là đẳng cấp.
Nếu như quan tâm về sản phẩm, anh chị vui lòng liên hệ qua số điện thoại đang được gắn ở bên trên video để được tư vấn chi tiết nhất về sản phẩm nhé. Cảm ơn anh chị đã xem qua hết video này. Xin chào mọi người, mình là Khánh, mình chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Bát Tràng, với mong muốn là giúp tất cả mọi người chúng ta có thể xem và hiểu rõ nhất về sản phẩm, không phải nhìn qua hình ảnh. Mọi người có thể xem video trực tiếp. Mình làm rất nhiều những cái video chi tiết về những cái sản phẩm gốm sứ của Bát Tràng và liên tục cập nhật lên trên kênh rất nhiều những cái sản phẩm mới nhất. Mọi người có thể lên trên kênh tham khảo. Hiện giờ thì mình đang làm hai kênh. Ở kênh đầu tiên là kênh gốm sứ Bát Tràng. Ở trên kênh gốm sứ Bát Tràng thì có rất nhiều những cái sản phẩm thuộc cái dòng sản phẩm của Bát Tràng, như là ví dụ gồm bát, đĩa, ấm, chén, đồ thờ, bình phong thủy, chum, vại. Nói chung là tất cả những cái sản phẩm gì của Bát Tràng mình sẽ đưa lên trên kênh gốm sứ Bát Tràng. Mọi người có thể lên trên kênh đó và tham khảo. Và một kênh thứ hai nữa là kênh vật phẩm phong thủy. Thì trên kênh vật phẩm phong thủy thì mình sẽ chỉ đăng lên những cái sản phẩm như là bình phong thủy, tượng và những cái món đồ phong thủy để chúng ta trưng bày. Nếu như mọi người mà muốn xem những cái vật phẩm chuyên về phong thủy thì mọi người có thể lên trên kênh vật phẩm phong thủy. Cái đường link của hai kênh này thì mình sẽ để ở cái mục bình luận và mô tả của video. Mọi người có thể lên trên kênh, bấm vào cái đường link đó để lên trên kênh để tham khảo những cái mẫu mới nhất của Bát Tràng hiện tại, bởi vì không phải ai cũng có thời gian hay là điều kiện để chúng ta có thể đến tận nơi xem sản phẩm thực tế được. Chính vì vậy mình làm những cái video này với mục đích là chia sẻ với mọi người hiểu hơn nữa về sản phẩm và cũng như là biết thêm những cái sản phẩm gốm sứ được sản xuất tại Bát Tràng Việt Nam. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Xin chào.